Xin chào các bạn, trở lại với kênh Út 7. Hôm nay Út review một cái tủ thuốc nam thần kỳ của mẹ Út. Đây các bạn, cho các bạn xem nè. Đầy đủ các loại thuốc ngâm rượu. Đây là cái hũ thuốc cúc quả chỉ nhất mới ngâm, khoảng được một tháng nè, uống được đó. Rượu tỏi thì để từng khoảng vậy nè. Này là trái chùm rộng trị đau bụng kinh và trúng thực. Này là thuốc cụ xanh để cho cơ thể phụ nữ được ấm và có sữa nhiều. Đây là cái trái ô môi, cái ghế ô môi các bạn, cũng là trị trúng thực chi nhất. Ở đây là cái của cái này là cái trái trái ô môi chị chúng thật, còn này là cái rễ. Này là hai thứ giống nhau, đều là cây ô môi, cho ngâm cho những người mà mới sanh em bé họ uống để cho có sữa nhiều. Còn hũ kia là cái muối lâu năm. Muối lâu năm thì chị cái mình gan lên tan máu bầm các bạn. Cái này cũng hũ muối lâu năm. Lấy nhẹ các bạn coi, đó hũ muối lâu năm của mẹ Út nè, tôi nó đóng cục lại kết lại luôn nè, này cũng mười mấy hai chục năm rồi, mẹ nó. Còn này là mới đây cho nên nó còn mà nó quá kết. Đây là cái chanh đào ngâm với đường phèn, uống hết lại còn nhiều nè. Dưới kia thì cái rượu cũng rượu cho chúng thực, lấy ra thì cũng hơi khó. Còn cái này là rượu cây vú sữa, cây vú sữa đất ngâm. Này là đợt 1 nên để số 1, còn này đợt 2 nè, ngâm 2 lần rồi. Uống và cho người ta hết 5 lần 5 lít rượu á. Nhưng mà cho người ta giờ còn bao nhiêu. Rồi còn này là mẹ ngâm đợt sau, này là 3-4 lít thôi gì. Thì để lên chỗ. Còn kia là rượu gừng, có ghi chữ luôn. Này cũng là rượu rượu xanh trúng thực. Đây là rượu ghiền để sức lát lăng ben. Đây là rượu cây nhân tiên chị nhức mỏi hay lắm, nhưng mà có cái điều là lứa tuổi còn sinh sản thì không uống được. Đây là mấy cái chai để chống chóng mẹ, để dành cho khi nào mà ai cần và họ thấy uống được á thì mẹ cho uống trước, rồi cái mẹ họ đi kiếm. Đây Út và mình, đây là còn cái phần tủ về mật ong. Đây là cái gốc để dành mật ong, các loại mật ong ngâm gừng nghệ. Này mật ong mới mua. Đây là mật ong gừng, ngâm một hũ và uống cũng gần hết rồi. Cũng cái này là mật ong tỏi, thì mình bị trúng thực ăn không tiêu quá bạn, mình nào uống với nước ấm, pha với nước ấm đừng có nóng quá. Này là mật ong nghệ. Mật ong nghệ thì giúp cho cái bao tử của mình được khỏe và cũng làm đẹp, chống lão hóa luôn bạn. Cái này mẹ ngâm để dành sức mặt và khi nào ai đau bao tử thì cho một miếng uống. Còn này là mật ong, này mật ong không à. Thì hôm nào Út sẽ chia sẻ cái cách test mật ong thiệt, mật ong thiên nhiên các bạn, và mật ong nuôi như thế nào nha. Còn này là cái bột nưa. Bột nưa này là đặc sản của quê Út mới có. Bây giờ là chỉ còn có cái gì đó làm thôi. Ở trong xóm Út giờ có nhiều người trồng nhưng mà dạng như tải không được các bạn. Họ không biết cách tải thì nó sẽ bị
cái bột của mình nó không có trắng, nó bị đục đục rồi, nó bị đóng cục rồi, ăn nó có ngon. Thì cái này á, mà mình làm khuấy giống như là khuấy bột năng á, khuấy như rau câu á bạn, để vào cái ngăn mát tủ lạnh ăn nó giòn ngon. Này là uống mát, mẹ cột cái hai bọc thì mình để lâu năm nó càng tốt. Thì hôm nào gì đó cái mùa thu hoạch cái bột nưa này, Út sẽ xin gì đó quay lên cho các bạn xem. Này là 1 ký tới bây giờ hiện tại là tới 500 ký. Thì video Út cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.